Xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên Đà Lạt dấu yêu kính chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với toàn thể chúng ta. Trong những ngày Đà Lạt đổ mưa tầm tã, gió lạnh, bầu trời đầy mây xám. Như trong video trước Đà Lạt dấu yêu đã đưa tin trong 2 ngày liên tục đều có mỗi ngày 54 ca Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo báo Lâm Đồng đưa tin, sáng ngày 11 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận lại cho biết ghi nhận kỷ lục 61 ca covid 19 mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong đó Đà Lạt 27 ca, Đức Trọng 2 ca, Đơn Dương 10 ca, Lâm Hà 3 ca, Đạ Tẻ 14 ca, Cát Tiên 1 ca, Di Linh 1 ca, Đạ Hoai 1 ca, Bảo Lộc 1 ca và Lạc Dương 1 ca. Tại thành phố Đà Lạt 27 ca mới gồm chùm ca mới tại 283 hẻm Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt có dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh, tự cách ly tại địa chỉ này chùm 6 ca bệnh nhân mới tại đường Ma Trang Sơn, phường 5, thành phố Đà Lạt, chùm 3 ca bệnh nhân mới tại đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, và một trường hợp HGT, nam 38 tuổi, địa chỉ Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt. Cả 10 ca này được phát hiện tại cộng đồng có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với các trường hợp dương tính thuộc chùm ca bệnh tại 32 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, phát hiện ngày 8 tháng 11. Bệnh nhân DHT nam 25 tuổi, địa chỉ cư xã Hỏa Sa, phường 10, thành phố Đà Lạt, là F1 của chùm ca bệnh tại công ty Trà Ngọc Duy, phường 12. Các bệnh nhân LT nam 38 tuổi, địa chỉ Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, có dịch tễ ngày 4 tháng 11, anh T về từ Đồng Nai ở tại địa chỉ Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt. Ngày 10 tháng 11, anh T đi xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, qua điều tra phát hiện chị NTH nữ 29 tuổi là F1 của bệnh nhân T có kết quả test nhanh dương tính. Bệnh nhân NTTN nữ 23 tuổi ngày 10 tháng 11 từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Qua khai báo y tế xét nghiệm test nhanh kết quả dương tính. Hiện toàn tỉnh đang cách ly 10.188 trường hợp phòng dịch Covid-19, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 415 người, cách ly tập trung là 3.076 người và cách ly tại nhà là 6.697 người. Đến nay Lâm Đồng có 877 ca Covid-19, trong đó đang cách ly điều trị 410 ca, ra viện 462 ca, tử vong 4 ca và về địa phương khác 1 ca. Bản tin Đà Lạt Lâm Đồng kết thúc ở đây. Quý vị và các bạn yêu mến kênh thì tặng cho kênh một like, một đăng ký để giúp kênh phát triển. Xin cảm ơn.